Như các bạn đã thấy thì trên bàn mình đây là chiếc máy Xbox Series S. Và video này sẽ là một video tập hợp cũng như là trên tay nhanh để chúng ta xem là chiếc máy này có gì thú vị nhé. Ok, trước khi đi vào tập hợp thì mình sẽ nhìn sơ qua về cái hộp của phiên bản máy lần này. Thì như các bạn có thể thấy ở mặt trước sẽ là chiếc máy Xbox Series S cũng như là tay cầm của nó. Thì lần này phiên bản này đã có một cái màu trắng đối lập hoàn toàn với phiên bản Xbox Series X rồi. Và ở mặt sau chúng ta sẽ có hình ảnh của những tựa game mới mà chúng ta có thể chơi được ở trên hệ máy console Next Gen này. Phía bên hông của hộp thì sẽ là những cái tính năng mà chúng ta sẽ sở hữu được khi mà chúng ta chơi game ở trên hệ máy Xbox Series S. Chúng ta sẽ có tốc độ khung hình đạt 120fps. Xbox Velocity Architecture sẽ là một cái công nghệ giúp cho những cái nhà phát triển game có thể khai thác tối đa cái phần cứng của chiếc máy này để mang đến cho chúng ta cái trải nghiệm game tốt nhất. Ổ cứng SSD 512GB sẽ là nơi chúng ta lưu trữ game cũng như là giúp cho cái tốc độ đọc load game của chúng ta nhanh hơn so với những cái đời Xbox trước. Tính năng VRR ở trên Xbox Series S thì sẽ cho chúng ta chất lượng hình ảnh tốt hơn, cùng với đó là sẽ loại bỏ được cái vấn đề hình ảnh bị xé. Để có thể tương thích tốt với cái tính năng này thì mình khuyên các bạn là nên sử dụng những cái màn hình có hỗ trợ công nghệ FreeSync hoặc là G-Sync. Cuối cùng sẽ là công nghệ HDR cũng như là phiên bản máy này sẽ không có ổ đĩa. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp để xem là bên trong hộp chúng ta sẽ có những gì nhé. Wow. Ở phía trong hộp thì mình thấy chúng ta có nhân vật chính của chúng ta đây là chiếc Xbox Series S. Mình sẽ để nó qua một bên, lát nữa thì chúng ta sẽ đi sâu hơn về chiếc máy này. Ở phía bên trên này chúng ta sẽ có một dây HDMI 2.1 giúp chúng ta có thể xuất được những cái hình ảnh chất lượng tốt nhất. Và đây chúng ta có một cái dây nguồn để cấp nguồn cho chiếc máy Xbox Series S này. Phía này thì chúng ta có thêm một cuốn sách hướng dẫn của Microsoft nữa. Nhưng mà vì đây là cái phiên bản máy của Nhật cho nên là trong cái sách này nó chỉ toàn tiếng Nhật thôi á. Ok. Và đây, một món phụ kiện chúng ta không thể thiếu nữa, đó là chiếc tay cầm của Xbox Series S. Một chiếc tay cầm màu trắng tông sạc tông với chiếc máy này. Ở trong đây chúng ta còn có thêm hai cục pin nữa để chúng ta có thể cắt nguồn cho chiếc tay cầm này. Đó là tất cả những gì chúng ta có ở bên trong hộp Xbox Series S. Ok, như các bạn có thể thấy ở đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc máy Xbox Series S. Nói về thiết kế của nó đi, cảm quan mình thấy là Microsoft họ vẫn giữ cái thiết kế này gần một thập kỷ từ cái đời Xbox One. Đó là một cái thiết kế vuông vức, có thay đổi một chút về những cái chi tiết nho nhỏ trên thiết kế thôi. Thế nhưng mà cái máy này nó có kích thước khá là nhỏ, nó nhỏ hơn chiếc máy Xbox One S của mình. Xbox Series S của chúng ta có một cái màu trắng hoàn toàn. Mình nhận thấy ưu điểm của cái màu này là nó không bị bám vân tay mỗi khi mà mình đụng vô, so với cái chiếc Xbox Series X thì nó bám khá là nhiều vân tay. Ngoài ra thì ở đây chúng ta sẽ có một cái phần vòng tròn màu đen sẽ là nơi mà tản nhiệt cho chiếc máy này. Ok, một cái điểm thú vị nữa, mặc dù đó chỉ là một cái chi tiết nhỏ thôi nhưng mà mình cảm thấy nó khá là hay ho, đó là ở mặt sau này đây chúng ta sẽ có một cái chữ Xbox. Và ở bên đầu này sẽ là Hello from Seattle. Và cho bạn nào chưa biết thì là trụ sở của Xbox được đặt ở Seattle. Và đây như là một cái lời chào của công ty đến với chúng ta vậy. Một cái điểm nho nhỏ nữa đó chính là ở phần dưới của máy này đây, chúng ta sẽ có bốn cái nút đệm như thế này. Thì bốn cái nút đệm này nó sẽ giúp cho chúng ta đặt máy theo chiều dọc đúng cách hơn. Và mặt sau thì chúng ta cũng sẽ có bốn cái nút đệm như vậy để chúng ta có thể đặt máy theo chiều ngang. Đó thì nó sẽ giúp máy của chúng ta hoạt động tốt hơn cũng như là tản nhiệt tốt hơn. Ở bên hông máy thì chúng ta sẽ có một cái nút nguồn để chúng ta bật máy nè, một cái nút để chúng ta có thể kết nối với tay cầm cũng như là một cái cổng USB-A. Ở bên hông này đây thì chúng ta sẽ có một cái cổng LAN
thì mình recommend các bạn nên kết nối mạng trực tiếp cho máy thay vì sử dụng wifi, bởi vì đây là cái bản máy bạn chơi game digital, tải game digital, cho nên là cần một cái đường truyền mạng nó ổn định hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ có hai cổng USB-A, một cổng HDMI, một cổng để chúng ta có thể mở rộng ổ cứng của bạn. Nếu mà bạn cảm thấy là 512GB chưa đủ để cho bạn lưu trữ những cái tựa game bạn yêu thích thì bạn có thể mua một cái ổ cứng và gắn vào để mở rộng ổ cứng của các bạn. Và cuối cùng là chúng ta sẽ có cổng nguồn để cấp nguồn cho máy. Ok, đó là tất cả những gì chúng ta có thể thấy ở trên chiếc Xbox Series S này. Còn về tay cầm của nó thì sao? Thì mình nhận thấy là chiếc tay cầm thế hệ mới này nó có thiết kế không quá là khác biệt so với chiếc tay cầm của Xbox One. Chúng ta vẫn có cái layout nút huyền thoại của Xbox, thế nhưng mà nó vẫn có một chút sự thay đổi. Thứ nhất, mình có thể nhận thấy là ở giữa tay cầm nó đã có một cái nút nho nhỏ với chức năng là share, cũng như là cái cụm phím D-pad nó đã là một cái cụm hình tròn để giúp cho chúng ta có thể đi được những cái hướng xéo ở trong game. Và đó là video unbox nhanh chiếc máy Xbox Series S này. Các bạn cảm thấy như thế nào về chiếc máy gaming console thế hệ mới của nhà Microsoft? Nó có đáp ứng được những cái nhu cầu chơi game của bạn hay không? Hãy để lại comment ở bên dưới cho mình cùng biết nhé. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh của bọn mình cũng như là kênh Xe Game để có thể update được những thông tin thú vị về game, máy game cũng như là công nghệ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.